Chào mừng mọi người đang xem kênh của em nha. Hôm nay em test một này, cặp loa này. Đây là cặp loa Quadfaden Bass 30 đến từ Anh Quốc. Đây là mặt trước còn e căng và phía bên đây là mặt bên trong. Em đã tháo e căng ra rồi. Gồm một loa bass 30 từ 170 côn 63, bên trên là loa chấp kèn côn 450. Em test và ghép hát karaoke cùng với lại những cây micro Beyer đến từ Germany nè anh em. Đó mình thấy ha, Germany model là Beyer 39S. Đây. Đây là Germany ha, 39S, và những cái màu trắng này là những cái phấn thôi. Mình có thể cạo được. Này, mình có thể cạo những cái phấn này ra để cho nó lộ ra cái lớp sơn zin, là lớp sơn đen bên trong ha. Đây chỉ là lớp phấn trắng bên ngoài thôi, mình có thể cạo được. Hoặc là mình xài thì nó sẽ tự động nó bay màu trắng này anh em ạ. Rồi em đang ghép lại vang số và con đẩy hàng xịn K3000 đến từ bán nội địa của Trung Quốc. Em ghép hát karaoke đến cặp loa này ha. Đây là loa Anh Quốc mặt sau đây. Model là Quadfaden Pro 12X này, công suất là 500W và đầu vào trung bình là 250. Em đã câu dây sẵn sàng rồi, chỉ việc test và hát karaoke cho anh em nghe. Và trước tiên hát thì em sẽ test một đợt nhạc nha. Và giá của cặp loa này là 10 triệu này. Rồi cây micro, đây là micro có dây nha, là giá 1.100.000 đồng. Beyer đến từ Germany. Hiện tại em về khoảng vài cây nó không có dây, em đã kết nối một cái dây khác vô để test hát karaoke cho anh em nghe. Hãy subscribe.
Em vừa mới test xong ha, hát một đoạn karaoke và nó là cái bộ dàn này nó rất là hay anh em ạ. Cặp loa Anh Quốc chưa về hát karaoke này, bass 30 chấp kèn, giá là 10 triệu ha. Đây là hàng bass xịn của Anh Quốc nói. Rồi Miro Bayer đến từ Germany, hàng của Đức, model là 39S này, giá 1 triệu 100 ngàn đồng cho một cây. Hiện tại là về những cây này nó không có dây nha, anh em có thể mua về gắn dây khác vô. Rồi em ghép với đại vang số và đẩy, anh em quan tâm có thể mua từng món hoặc là mua nguyên dàn này cũng được. Rồi em cũng bao cho anh em là hàng em đã set sẵn sàng, dây rợ các kiểu đầy đủ và những bộ loa này và những cái bộ đẩy này mình có thể mua rời từng món nha. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781, em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.